Đây là nhà thờ Thủy Tổ Lê Quý Công tự Phúc An. Thủy Tổ xuất thân từ Quế Ổ, Nam Sơn, Thanh Hóa, nay thuộc Quế Ổ, Xuân Nam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thủy Tổ là con nhà Nho Lê Phúc Lộc, là cháu quan thiếu bảo Lê Phúc Quyền thời nhà Trần. Năm 1428, Thủy Tổ theo cha về đất Hồng Châu, nay là Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương, và sinh được 4 người con trai. Người thứ nhất là Lê Nghĩa, đỗ tiến sĩ năm 1463 cùng khoa với Trạng Nguyên, Lương Thế Vinh. Để nhớ ơn công đức sinh thành dưỡng dục của tổ tiên, con cháu đã tôn lập nhà thờ tổ để xuân thu bát tiết nhị kỳ hương nhang phụng thờ. Qua thời gian năm tháng trải biến thiên của đất trời, chiến tranh giặc giã, nhà thờ đã xuống cấp, đã qua nhiều lần duy tu, trùng tu, đến năm 2014 lại tiếp tục đại tu như ngày nay. Trộm nghĩ, việc xây dựng nhà thờ tổ, năng bộ tổ để tôn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ là trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận của mỗi người, con cháu. Mong báo đáp phần nào trong muôn một. Nghĩa cử ấy, không những con cháu đương thời thể được tâm hiếu, mà còn để nớp nớp muôn đời sau, mỗi dịp thanh minh, Tết đến, xuân về, ngày giỗ, thường nhật, con cháu về thắp nén tâm hương, kính dâng cung bái linh hồn tiên tổ. Nhìn vào nhà thờ tổ, hương năng mà thấy được, ông cha mình đã không tiếc tiền của, công sức tìm mời nghệ nhân, thợ giỏi, kết hợp xây đắp giữ gìn thể phách tiên linh, con cháu mãi mãi phụng thờ. Và tự gian mình sống cư xử với đời, với ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, sao cho thuận hòa, hiếu nghĩa, để khỏi hổ thẹn với tiền nhân. Từ đó mà duy trì, phát huy, tu tâm, dưỡng tính, sẽ tạo được đức, lập được phúc, hòng lối dõi dòng giống mai sau tốt tươi. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Lê tại Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương, rất mong được sự liên hệ chỉ giáo của dòng tộc họ Lê tại quê ở Xuân Nam, Thọ Xuân, Thanh Hóa để biết về cội nguồn của dòng tộc họ Lê tại xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương ngày nay. Điện thoại liên hệ Lê Văn Lợi 0972 171 957. Rất mong được sự chỉ giáo và liên lạc của dòng tộc họ Lê tại thôn quê ở Xuân Nam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Kính mong tiên tổ chứng thực lòng thành. Ba thước kim tuyền, tiền nhân chứng thực, tình nghĩa thâm sơn, chín bậc tôn thờ, dám xin người hồn đắm trong mơ, ngàn năm bay lại, chứng cho cháu con chút tình hiếu thảo. 19 tháng 8 năm 2020.